Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Green Happiness, kênh tuyển sinh của Việt Nam. Cách đây một tuần thì mình đã unbox và giới thiệu với mọi người về chiếc bể mini. Ngày hôm nay mình sẽ tiến hành setup chiếc bể này và set nó theo phong cách rừng luôn. Ê, cho nó oách chứ. Và để xem Green Happiness sẽ set chiếc bể này ra ngô ra khoai như thế nào thì sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Với chiếc bể mini này, để setup nó thì đầu tiên mình phải lựa chọn các nguyên liệu phù hợp. Các bạn biết rằng chiếc bể này nó sẽ có phần hút đáy ở bên dưới, vì thế là chúng ta không thể nào mà trải đất nền được. Thế nên mình sẽ chỉ lựa chọn cát để giải một lớp mỏng mà thôi. Và cát ở đây là mình lựa chọn cát nắng vàng của nhà mình Farm. Sau đó thì đến phần bố cục, đây là phần khoai nhất đây. Chúng ta cần phải tìm các nguyên liệu làm sao để kích cỡ của nó phù hợp, nhỏ và có thể cho vừa vào chiếc bể. Và với lũa ở đây mình sử dụng chính là với lũa xương chùm. Cái lũa xương chùm này anh em thường hay dùng để làm bonsai, làm tán của bonsai đấy. Và đây mình có một cái khúc xương chùm như thế này. Mình sẽ tiến hành cắt tỉa và chọn ra những cái đoạn lũa có kích cỡ phù hợp để mình có thể đưa được vào trong bể. Ngoài việc ngâm lũa để cho nặng và chìm ra thì trước khi set bể chúng ta cũng nên tiến hành là luộc lũa và đun sôi lên ạ. Tại sao mà chúng ta nên đun sôi? Để loại bỏ này, nấm này, rồi là mốc này, hoặc là làm cho lũa nó thôi màu ra nhiều hơn và tiết bớt những cái phần nhớt đi. Thì như vậy khi chúng ta chơi cho chiếc bể sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đá ở đây lựa chọn đó là loại đá đen Gia Lai và những cái viên nhỏ như thế này, xếp xen kẽ vào với nhau. Phía trước là lũa này, phía sau là đá để tạo cảm giác như là có một cái khoảng núi ở phía đằng xa. Sau đó thì mình sẽ sử dụng keo. Ở đây là sử dụng chính là loại keo thủy sinh để tiến hành là gắn kết nối các bố cục vào với nhau. Và sau đó thì tiến hành trải lớp cát mỏng. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần bố cục rồi. Không khó lắm phải không ạ các bạn? Với một chiếc bể chơi theo phong cách là không đất nền cũng chẳng cần CO2 như thế này thì chúng ta phải lựa chọn các loại cây làm sao nó sẽ phù hợp, nó sẽ thích nghi được với môi trường điều kiện tương đối là khắc khổ. Và hôm nay thì giới thiệu với các bạn một loại mà mình cũng thường sử dụng ở trong những chiếc bể thủy sinh của mình, đó chính là moss bone ạ. Loại moss bone này hay là rêu bóng mà chúng ta thường hay thấy thả trong bể tép đấy, mình đã chơi thử rất là nhiều rồi và có những cái phần, có những cái chiếc bể mà mình vứt đấy nguyên cả một năm trời, không lọc, không đèn, không CO2, không oxy gì luôn, thế mà moss bone nó vẫn cứ xanh rì. Thế nên là mình thấy rằng đây là loại thực vật mà rất phù hợp để đưa vào những chiếc bể theo kiểu low tech như thế này, không phân nền, không CO2. Chúng ta xé ra những cái miếng moss bone nhỏ và sau đó chúng ta gắn, hoặc là thậm chí chúng ta chỉ cần gài vào những cái phần lũa xương chùm này để tạo cảm giác như kiểu là tán cây đấy. Thế còn ở phần gốc cây thì để cho đỡ chấm, phần này các bạn tìm giấy nanapertit mà chúng ta nên mua lại của các anh em đang chơi ấy. Chúng ta mua lại những cái phần ngọn nhỏ của họ, lấy cái phần ngọn nhỏ thôi nhé, vì những cái ngọn to vào đây nó vẫn là hoành tráng khổng lồ quá, thì mình chọn những cái ngọn nhỏ thôi, nó đang mới nhú mầm ra là đẹp nhất. Và sau đó thì mình có thể cài vào những cái phần gốc để tạo sự tự nhiên cho bố cục lũa. Và với bố cục giấy nana và moss bone này thì các bạn yên tâm rằng chúng ta có thể chơi nhiều tháng trời, cây rất là bền, chỉ cần miễn làm sao mà chúng ta đảm bảo môi trường chúng ta bể nó mát là được đấy. Ví dụ như là ở trong văn phòng các bạn bật điều hòa này, hoặc là trong điều kiện mùa đông ở miền Bắc, ở Hà Nội thì chơi theo phong cách này rất là tuyệt vời và cực kỳ bền luôn. Thế còn về cá thì sao? Ở phần cá này thì các bạn lưu ý nhé, chúng ta chỉ nên lựa chọn những loại cá, ốc và tép với kích thước nhỏ mà thôi. Ví dụ như tép thì hợp nhất chính là chúng ta chơi tép đỏ, có thể chơi tép Super Red hoặc là tép Fire Red chẳng hạn. Đấy là những loại tép màu đỏ rất là nổi bật khi đưa vào những bố cục này. Mình sẽ thả 10 em tép Super Red ở đây. Thế còn đối với cá thì chúng ta chỉ nên thả những loại cá nhỏ như là mún này, hoặc là cá bảy màu này, hoặc là cá trâm này, để kích cỡ nó phù hợp và nó cũng sẽ dễ nuôi chung cùng với cả tép. Còn ốc thì các bạn có thể chọn thả ốc Nerita này, hoặc là ốc táo này, vừa có tác dụng là ăn rêu hại mà vừa có tác dụng làm cảnh luôn ở trong bể. Chiếc bể với những loại rêu moss bone và giấy nanapertit này, các bạn chỉ cần là bật đèn, ví dụ như lúc nào chúng ta đến văn phòng chúng ta ngắm bể trong độ khoảng một vài tiếng thì chúng ta bật đèn lên, còn không chúng ta tắt đi cũng được. Nếu mà đợt nào các bạn đi du lịch nhé, các bạn cứ tắt nguyên cả tuần cho mình, không có vấn đề gì cả. Chỉ lưu ý vấn đề về thay nước đấy, bởi vì chiếc bơm nếu mà chúng ta không cấp thêm nước vào bể và nước nó bị cạn ở dưới khoang bơm ấy, thì nó sẽ bị cháy bơm và hỏng. Thế nên là chúng ta phải lưu ý chúng ta cấp thêm nước cho bể của chúng ta, đặc biệt nếu mà bể được đặt trong phòng điều hòa. Về chế độ thay nước thì mình thường khuyên các bạn của mình rằng đây là chiếc bể rất nhỏ, vì thế là hàng ngày chúng ta có thể thay nước bằng cách là chúng ta dùng cái cốc
hoặc chúng ta dùng một cái chai La Vie 350ml ấy, chúng ta múc một chai ra và chúng ta cho thêm một chai mới vào và thế là xong ạ. Như vậy việc chăm sóc hoàn toàn đơn giản, có thể thích hợp với điều kiện chơi ở trong mọi hoàn cảnh các bạn. Đến đây thì video của Green Happiness xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video setup chiếc bể mini của mình. Và đừng quên, chúng ta có thể đăng ký kênh này, ấn vào nút chuông để xem được nhiều video mới trên kênh Green Happiness hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.